Chào tất cả các bạn, mình là Sirius. Scorpius Stress là con boss phản diện chính trong series hoạt hình Thế giới khủng long trại kỷ phấn trắng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nó, nhưng trước tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về series hoạt hình này đã nhé. Một loạt phim rất là hay. Jurassic World Camp Cretaceous là một loạt phim hoạt hình phiêu lưu hành động lấy bối cảnh trong vũ trụ công viên kỷ Jura, được tạo ra bởi DreamWorks Animation. Loạt phim ra mắt độc quyền trên Netflix vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 và nó cũng được tính là thuộc chính truyện của vũ trụ này, tức là nó cũng được tính là canon indie. Phần 1 của loạt phim chính là phần tiền truyện của các sự kiện trong phim Jurassic World năm 2015 và phần thứ 3 của loạt phim hoạt hình này sẽ dẫn đến các sự kiện trong đoạn phim mở đầu của phim Jurassic World Fallen Kingdom năm 2018. Ở phần 1 của loạt phim, một trong hai con Scorpius Rex xuất hiện với vai phụ, chỉ được đề cập qua mà thôi. Ở phần 2, Scorpius Rex trở thành boss phản diện cuối cùng nhưng chưa lộ mặt. Và cả hai con Scorpius Rex đều giữ vai trò là boss chính phản diện ở phần 3 của loạt phim. Đây là loài khủng long đầu tiên trên thế giới được lai tạo nhờ công nghệ biến đổi gen, trước cả Indoraptor và thậm chí là Indominus Rex nữa. Loài Scorpius Rex này được biết là loài phá hoại hệ sinh thái của vùng Isla Nublar, tương tự như các thanh niên ốc bươu vàng tại Việt Nam vậy. Scorpius Stress có những hành vi không thể lường trước được. Điều này khiến cho các loài khủng long khác sống gần với nó cũng có những hành động khác thường. Con đầu tiên được tạo ra bởi nhà khoa học nổi tiếng Henry Wu trong dự án E750 theo yêu cầu của Eli Mills với vai trò là một loại vũ khí chế tạo sinh học. Wu đã đóng băng nó trong một buồng đông lạnh vì hành vi không thể lường trước của loài vật này. Sau khi con thứ nhất trốn thoát, con thứ hai được tạo ra bằng cách sinh sản vô tính từ bản gốc. Sức mạnh và các năng lực. Sở hữu sức mạnh vượt trội. Do mang kích thước to lớn một cách đáng kể nên Scorpius Stress cũng sở hữu một sức mạnh lớn về mặt thể chất, thể hiện ở việc nó đủ mạnh để hạ gục những con khủng long lớn hơn cả bản thân như Ceratosaurus, Parasaurolophus, Gallimimus và thậm chí là Brachiosaurus. Tốc độ siêu nhanh. Giống như Indoraptor và Indominus Stress, Scorpius Stress có tốc độ cực kỳ nhanh được chứng minh ở việc nó có thể liên tiếp đánh bại những con khủng long khác một cách nhanh chóng trong lúc còn đang truy đuổi cả bầy. Khả năng chuyển động rất linh hoạt. Mặc dù mang kích thước và trọng lượng lớn nhưng Scorpius Stress lại rất nhanh nhẹn, thể hiện ở việc nó liên tục trèo ở trên cao, di chuyển từ cây này sang cây khác và sau đó còn nhảy qua khỏi một chiếc hàng rào điện khá cao. Có sức bền khủng. Scorpius Stress là loài cực kỳ bền bỉ vì nó có thể sống sót sau nhiều vết cắn từ con Raptor Blue và con Scorpius Stress thứ hai. Sở hữu những chiếc gai chứa nọc độc ở đuôi. Trái ngược với suy nghĩ thông thường, Scorpius Stress hoàn toàn không được đặt tên theo bất kỳ loại bọ cạp nào. Gai đuôi và tên của nó bắt nguồn từ loài cá bọ cạp. Do mang DNA của cá bọ cạp nên Scorpius Stress có những chiếc gai chứa nọc độc. Chúng cũng có thể tách rời và găm vào thịt của đối thủ. Có tầm nhìn mang nhiệt. Scorpius Rex là một kẻ săn mồi lão luyện. Nó có khả năng sử dụng tầm nhìn bằng tia hồng ngoại giống như Indominus Rex. Khả năng sinh sản. Scorpius Rex có thể sinh sản vô tính bằng cách tạo ra một cá thể khác cùng loại. Sở hữu trí tuệ xuất chúng. Giống như Indominus Rex và Indoraptor, Scorpius Rex dường như cũng là một sinh vật cực kỳ thông minh. Chỉ có điều thỉnh thoảng hơi bị lát một tí để tạo cơ hội sống sót cho những nhân vật chính. Giác quan nhạy bén. Nhờ có tầm nhìn bằng tia hồng ngoại của mình, Scorpius Rex có thể nhìn và cảm nhận được nhiệt độ từ các cơ thể sống. Sử dụng ẩn thân chi thuật. Mặc dù có kích thước to lớn nhưng Scorpius Rex cho thấy chúng rất giỏi trong việc lẩn trốn vì có khả năng ẩn mình mà không bị ai phát hiện, đặc biệt là trong môi trường tối tăm. Điều này được thể hiện trong phân cảnh một con Gallimimus không thể nhận thấy sinh vật này dù nó đang ở ngay trước mặt. Con khủng long lai tạo này cũng có thể giữ im lặng khi ở trên cây để phục kích con mồi của nó. Khả năng leo trèo. Scorpius Rex dường như là loài vật rất giỏi leo trèo. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này khi nó hạ gục con Gallimimus. Và sau đó nó còn phá hủy một máy bay không người lái. Có tính cách tinh quái. Chúng ta có thể thấy Scorpius Rex là một loài rất tinh danh, thể hiện rõ trong lần đối đầu với Jasmina trong lúc cô ấy cố gắng lấy thuốc để giải độc của nó. Và một thời điểm cô gái đã cố gắng nhặt thuốc giả trước mặt Scorpius. Thời điểm đó Scorpius nở một nụ cười rất đáng sợ. Rõ ràng là nó dám cho Jasmina nhặt thuốc giả và bỏ chạy.
Mặc dù Scorpius stress cực kỳ nguy hiểm nhưng loài này dường như vẫn có những điểm yếu. Thứ nhất đó là lửa. Khi con Scorpius stress đầu tiên đối đầu với những người đi cắm trại, một cái cây bị sét đánh trúng đã bốc cháy. Và khi nhìn thấy ngọn lửa đó, nó chỉ đứng đó nhìn chằm chằm, mặc dù những người kia đang ở ngay trước mắt nó. Nhưng sau khi ngọn lửa dập tắt thì nó lại tiếp tục tấn công họ. Ngoài lửa ra thì Scorpius stress còn dễ bị thu hút bởi những tiếng ồn. Chúng ta có thể thấy khi Scorpius stress chuẩn bị giết những người đi cắm trại, nó đã bỏ họ lại khi nghe thấy tiếng kêu của khủng long vào ban đêm, khiến nó muốn thử đi thăm dò. Sở thích: giết bất kỳ sinh vật nào mà nó gặp. Mục tiêu: giết mọi sinh vật sống trên đường đi của nó. Mục tiêu này đã thất bại. Trả thù việc bị đóng băng trong buồng đông lạnh. Mục tiêu này cũng thất bại nốt. Tội ác đã gây ra: giết hại hàng loạt sinh vật, rình rập gây thiệt hại tài sản, hạ độc, cố gắng giết cả đồng loại của mình. Các thông số kích thước: chiều cao 2.4-2.6m, chiều dài 6.1m, cân nặng chưa xác định, kiểu sinh sản, sinh trứng. Đặc điểm ngoại hình: Scorpius rex được miêu tả là một loại theropod có kích thước trung bình, nhỏ hơn Indominus rex và Indoraptor, nhưng lớn hơn các loài như Velociraptor. Cả hai cá thể đều có những chiếc vảy màu đen. Một số đặc điểm của nó bị biến dạng nặng nề và trông rất kỳ quặc. Đây là điều khiến Simon Masrani cho rằng nó không thích hợp để trưng bày. Những đặc điểm này bao gồm một chiếc mõm nhọn, đôi mắt đỏ với đôi đồng tử nằm trên cao gần với hộp sọ của nó, răng mọc lệch, không có trật tự, cũng không đồng đều. Simon Masrani nói nó là loài vật quá xấu xí để trưng bày trong phần còn lại của công viên. Nó là loài khủng long duy nhất có thể cạnh tranh danh hiệu quái vật xấu xí nhất với thanh niên Minilla phiên bản năm 1967. What? Giống như Indoraptor, ngón cái của chúng đối lập với những ngón khác và bộ móng vuốt chắc chắn giúp nó leo trèo cũng như phục kích con mồi từ trên cao. Chiếc đuôi có thể giúp nó bám chặt và hỗ trợ việc leo trèo. Scorpius rex cũng có một đôi cựa ngắn mọc ở phía sau gót của nó. Cho nên con khủng long này dù cho có chết đi nữa thì sẽ vẫn còn cục cựa. Con lai có khả năng sinh sản vô tính nhờ mang ADN của ếch. Kết quả là một con Scorpius stress đã sinh ra một con khác cùng loài với nó. Thêm vào đó thì Scorpius stress có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Số lượng của loài sinh vật đáng sợ này sẽ tăng lên nhanh chóng nếu không được con người kiểm soát. Hành vi: Scorpius stress dường như mắc bệnh liên quan đến hệ thần kinh và hệ hô hấp. Một phút trước thì hành vi của nó rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng trong một phút tiếp theo có thể chuyển sang hung hăng và cũng không thể lường trước được hành vi của nó. Nhân vật Kenji ví hơi thở mệt nhọc của nó giống như loài chó phúc. Mặc dù mang những loại bệnh này nhưng nó vẫn là một loài cực kỳ nguy hiểm. Chúng được chứng minh là có thể chạy nhanh hơn cả Gallimimus, dễ dàng giết chết Ceratosaurus và tự nhân bản chính mình thông qua quá trình sinh sản vô tính. Có thể thấy rằng Scorpius rex là một kẻ bạo lực và tàn nhẫn giống như thanh niên Indominus rex, vì nó chủ yếu chỉ giết con mồi hơn là ăn thịt chúng. Thậm chí nó còn để lại một số xác chết của những con vật xung quanh hòn đảo trong tư thế kỳ quặc. Như với Gallimimus, nó găm con vật vào một cái cây với những chiếc gai chứa độc vẫn còn nguyên vẹn của nó. Bản chất hung dữ khiến nó tấn công cả con ruột của mình, thể hiện ở việc hai cá thể quyết định chiến đấu với nhau cho đến chết. Một số thông tin bên lề: Scorpius rex là con khủng long thứ 3 được tiến sĩ Wu lai tạo trong loạt phim. Con đầu tiên chính là nó, con thứ hai là Indominus rex và con cuối cùng là Indoraptor. Cách Scorpius rex rình mồi và săn mồi trên cây tương tự như cách báo hoa mai giết và phục kích con mồi trên mặt đất từ trên cây. Sự tồn tại của Scorpius rex rất giống với những con Chuden trong trò chơi Jurassic Park The Game. Cả hai đều là những sinh vật dị thường được chủ sở hữu công viên ra lệnh mang đi tiêu hủy, nhưng các nhà khoa học tạo ra chúng không đồng ý và đã giấu đi. Sau đó điều này khiến chúng phá hủy cả hòn đảo. Tuy nhiên chúng ta cũng nên thông cảm vì nhờ vậy mới có game và phim để coi. Thiết kế của Scorpius rex và một số tư thế của nó gợi nhớ đến sự lai tạo giữa người và khủng long sẽ có trong Jurassic Park phần 4. Nhưng ý tưởng này đã bị loại bỏ, bộ phim cũng không được thực hiện. Scorpius rex là loài khủng long được lai tạo đầu tiên có khả năng sinh sản và cũng là loài khủng long đầu tiên được chứng minh là sinh sản vô tính. Nhiều âm thanh của Scorpius rex là phiên bản sửa đổi từ âm thanh của Indominus rex. Scorpius rex là boss phản diện chính duy nhất đã không thể giết người, mặc dù nó đã giết nhiều loài khủng long nhất.
Kích thước của Scorpius Stress nhỏ hơn một chút so với Indoraptor, giúp nó có thể di chuyển tự do trong các tòa nhà và thậm chí là các đường hầm. Giống như những loài khủng long được lai tạo khác, Scorpius Stress chứa DNA của Velociraptor, khiến nó trở thành kẻ săn mồi chết chóc. Tương tự như Indoraptor, Scorpius Stress cũng có bàn tay trang bị móng vuốt với ngón cái và ba ngón khác đối nhau. Nó cũng có thể nhảy như Indoraptor nhờ DNA Velociraptor mà nó mang. Chất độc của Scorpius Stress có thể hạ gục cả những con khủng long ba sừng lớn nhất trong Jurassic World. Khi cô bé Sammy bị trúng độc bởi những chiếc gai có chứa nọc độc của Scorpius Stress, Yasmina chỉ có một giờ để chạy đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Wu và lấy thuốc giải độc. Ok, như vậy là video phân tích về thanh niên xí trai nhưng nguy hiểm Scorpius Stress đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.